Còn hôm nay tôi sẽ làm một cái hướng dẫn cho các bạn đi đến lớp học của người cá. Thì có nhiều bạn ở quá xa, không biết đường đi, thì tôi sẽ chỉ dẫn rất là tường tận, nên các bạn xem cái video này mà biết cách đến chỗ ở của người cá nha. Tôi đang đứng dưới chân của tượng Thánh Sống, rồi đối diện trước mặt tôi là Starbucks, tiệm cà phê nổi tiếng thế giới có hình nàng tiên cá. Các bạn thấy không? Rồi đó cũng là ngay trung tâm thành phố, khách sạn New World. Nhìn qua phía bên này cái, thấy cái tay tôi chỉ không? Nó có một cái con đường, chạy vô cái con đường đó. Chúng ta sẽ quẹo tay qua cầu rồi quẹo tay phải, chạy thẳng qua tay phải đó, rồi chúng ta sẽ đi thẳng tiếp nữa để đi qua cầu để đến siêu thị Lotte Mart. Các bạn biết siêu thị Lotte Mart đúng không? Rồi qua bên Lotte Mart đi, rồi tôi sẽ chỉ dẫn tiếp. Nãy giờ tôi đi qua đường Nguyễn Thái Học, rồi đường Hoàng Diệu, rồi đường Khánh Hội. Bây giờ thì đến đường Nguyễn Hữu Thọ. Các bạn đã thấy siêu thị Lotte Mart chưa nào? Thấy chưa? Phú Mỹ đó, thì chạy tới cuối đường nó sẽ là căn hộ Phú Mỹ hai, sắp tới rồi nha. Thì cái lớp học người cá miễn phí này á, tôi sẽ tổ chức ở đây hàng tuần vào thứ bảy từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thôi nha các bạn ơi. Ai đến học thì liên hệ tôi, nhớ mang theo đuôi cá, ok không nào? Rồi sắp tới đèn đỏ rồi, chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh, nhớ nha, thời gian không có chần chờ được đâu, bởi vì tôi không chỉ các bạn trở thành người cá thì không ai ở cái đất nước này có thể chỉ các bạn trở thành người cá được. Tôi phải từ bỏ cái công việc giải cứu động vật thường xuyên để giúp cho các bạn nhỏ, các bạn trở thành người cá để biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ động vật. Tại sao tại sao tại sao trời ơi, xa hơn mà còn dành đường với xe đạp nữa trời. Người ta đang băng qua đường đúng lịch của người ta rồi, mình chạy lên đó. Đi xe đạp thì nó chậm thì nhường một chút xíu thôi. Bởi vậy các bạn thấy không, làm con người người ta thiếu ý thức lắm. Làm người cá đi để tiến hóa về suy nghĩ và sức khỏe. Những bạn may mắn được đến cái lớp học người cá này của tôi luôn đó, chắc chắn các bạn sẽ thoát khỏi được bệnh tật. Người cá không bao giờ bị bệnh. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bơi thuyền để làm chủ được thân thể của mình, để điều khiển được nước, để giữ được thân nhiệt khi bơi dưới nước, giống như hải cẩu, chim cánh cụt, rái cá, nín thở lâu trong nước để gia tăng tuổi thọ. Còn nhiều điều lắm mà các bạn trở thành người cá sẽ được học. Ok, sắp tới rồi đó, thấy không? Đó mấy cái tòa nhà lớn lớn này kia đó. Sau khi chạy đến cuối đường Nguyễn Lương Bằng rồi, các bạn sẽ thấy căn hộ Phú Mỹ nó nằm ngay đây, và chúng ta sẽ quẹo qua để đi vào căn hộ Phú Mỹ nha. Tại sao tôi mở lớp học ở đây? Bởi vì ở đây là nơi ở của người cá, và ở đây đặc biệt là nó riêng tư, chứ nó không có sơ hồ giống như là tổ chức ở hồ bơi công cộng bị con người phát hiện, người ta để ý, người ta làm khó dễ mình này kia, mệt lắm, nên tổ chức tại nhà luôn cho nó thoải mái. Và cái căn hộ Phú Mỹ này có rất nhiều người nổi tiếng ở, như là siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Sơn Tùng MTV cũng ở đây. Mà cái hồ bơi này là chỉ có tôi bơi, chứ ít người bơi lắm, tại mấy người nổi tiếng chắc họ không thích bơi. Bây giờ tôi sẽ dắt các bạn đi lên hồ bơi luôn nha. Đây thì mọi người bữa mà đến lớp học người cá miễn phí á, thì có thể đợi ngồi ở dưới công viên đợi tiun nè. Ở dưới công viên là có ghế đá sẵn hết rồi, cứ ngồi ở đây đợi rồi alo rồi tiun xuống, tiun lên dắt mọi người lên hồ bơi. Đây là hồ bơi sẽ tổ chức sự kiện bơi lội miễn phí của chúng ta, quá tươi đúng không? Xin chào các bạn, bây giờ là chúng ta đã đến hồ bơi của người cá rồi. Lớp học người cá là ở đây nha các bạn, đẹp quá ha. Tôi phải đánh mật mã vô cái đây. Chào mừng các bạn đến với lớp học bơi miễn phí của người cá Tion. Chúng ta đã đến hồ bơi của người cá rồi. Ủa, bạn lấy xin đâu rồi ta? Bạn lấy xin
Người Galaxy ơi. Ồ không phải, nàng tiên Galaxy. Các bạn có nhớ biểu tượng của Starbucks không? Nhìn cái biểu tượng của Starbucks, nàng tiên cá trên tiệm cà phê Starbucks, nó là chỉ dẫn cho chúng ta đến chỗ của người Galaxy. Chúng ta. Trời ơi, nàng tiên cá Starbucks đây hả? Đeo mắt kiếm luôn kìa. Đây, đây là nàng tiên cá Lexin. Bạn ấy đã đợi mọi người đến đây. Các bạn ơi, vậy là đã biết điểm hẹn của các người cá rồi đúng không? Người cá đến đây sẽ gặp các tiên cá, chúng ta sẽ bơi lội cùng với nhau nha. Chúng ta sẽ tập luyện từ một người thường để trở thành người cá nước hồ bơi ở đây, rất thích hợp cho việc tu tiên của các bạn đấy. Nước rất là mát và lạnh. Nhiệt độ nước như thế này bơi lội rất là thoải mái, và hồ bơi ở đây không bao giờ có nắng nha các bạn. Tiếp theo đó tôi sẽ giới thiệu với các bạn bộ thời trang được thiết kế đặc biệt cho người cá, giống như là bộ đồ tôi đang mặc đây là thời trang người cá. Một người cá chúng ta cần có phải có những món đồ quan trọng, đó là áo khoác bên ngoài của người cá. Đây là áo khoác có nón, giống như là phù thủy đúng không? Nhưng mà đây là áo của người cá có thể bỏ tay vô trong này. Upa Gangnam Style. Như là túi của Doraemon, thêm một khẩu trang nữa cho người cá. Đây, đây là nón của người cá và khẩu trang đa năng của người cá. Khẩu trang này có thể thiết kế thành da cá cho các bạn đội trên đầu, vừa chống bụi. Đây là loại khẩu trang có khả năng chống bụi nha các bạn, chống bụi rất tốt. Tiếp theo đó tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái chiếc áo này sắp tới nha. Cái bộ đồ này sắp tới là sẽ được thiết kế thành đồ của rái cá. Các bạn thích loại vật gì thì cái áo này nó sẽ có biểu tượng giống như là loại vật đó nè. Nhớ nha, cái bộ đồ này, nhớ mua cái đồ này nha. Đồ này sẽ được thiết kế giống như là bộ đồ của rái cá, vì bộ lông của rái cá rất là đẹp, có giúp rất nhiều loại rái cá. Rồi tiếp theo là ba lô của người cá. Ba lô của người cá đây các bạn ơi. Ba lô của người cá để chúng ta đeo đuôi cá đi khắp mọi nơi. Ba lô này có thể giúp người cá mang được cái đuôi cá. Đây, đây là đuôi cá của Tiêu. Các bạn thấy đuôi cá của Tiêu đẹp không? Ba lô của Tiêu đó nè. Ba lô người cá của Tiêu. Trong ba lô này có thể chứa quần áo của Tiêu ở trong đó, đồ bơi của Tiêu, các thứ, mắt kiến bơi, rồi đồ để tôi đi Tiêu luôn. Rồi đây là quần bơi của người cá. Người cá sẽ mặc lại quần này nha các bạn. Quần này rất thoải mái, thích hợp cho việc leo núi, đi du lịch, thể thao, chạy bộ. Đây là bộ thời trang, có phải là rất là tuyệt vời đúng không nào? Tiếp theo bên trong. Để xem đồ Tiêu đang mặc đây. Đây là chính là áo bơi. Không, đây là áo áo cá. Khi mà các bạn mặc đuôi cá vào, những bạn nam sẽ mặc áo cá này. Đợi Tiêu một chút xíu nha. Còn những bạn nữ thì sẽ mặc những áo cá này. Đây là dạng áo bikini. Đây là dạng áo bikini dành cho người cá. Bạn nữ thì mặc áo yếm, còn bạn nam thì mặc áo sắp tắp như thế này. Cool không các bạn? Chưa hết đâu, đồ bơi dành cho người cá là loại thiết kế kiểu khác nữa. Đây là áo bơi dành cho người cá nha các bạn. Áo bơi dành cho người cá là áo bơi dài tay, người cá khi bơi. Áo này các bạn trình ngư hay vận động viên hay là người nhái đều có thể mặc được khi bơi. Áo này rất đẹp, thời trang rất sạch điệu. Vừa có thể mặc bơi, vừa có thể mặc như quần slip. Thật là thời trang người cá có phải là quá đa năng, quá tiện lợi và quá sành điệu đúng không nào? Như vậy, một người cá cần ít nhất là 3 bộ đồ, đó là đồ bơi dành cho người cá, mặc áo sắp nách hay áo yếm, rồi quần bơi dành cho người cá, rồi áo bơi dành cho người cá nè, rồi áo thời trang đi đường dành cho người cá, là được thiết kế giống như áo có hình dạng của thú vật rất là đẹp. Ok. Bye bye các bạn nha. Các bạn ơi, tiện thể tôi cũng muốn giới thiệu đến các bạn, đây là đuôi cá của một người cá cần phải có. Đây là đuôi cá dành cho người lớn. Và đây là đuôi cá dành cho trẻ em. Đuôi cá dành cho người lớn thì thích hợp cho những bạn sắp tiến hóa trở thành tiên cá. Bởi vì bơi nó sẽ rất là cần nhiều sức, rất là lực, mà các bạn phải làm chủ được hơi thở tốt, các bạn mới nên dùng cái đuôi này, bởi vì nó quá là bự đúng không? Cái đuôi nó ngang luôn. Còn đuôi dành cho các bạn người cá là thích hợp là trẻ em, thì cái đuôi này nó nhỏ hơn, nó có phần khuyết ở đây nữa. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy rõ rồi đúng không? Sẵn có cái bao đồ da cá ở đây tôi giới thiệu luôn. Đuôi cá rồi da cá rồi quần cá rồi áo cá. Đây là những mẫu dành cho bạn nữ nè. Bạn nữ thì mặc cái áo yếm, bạn nam thì mặc áo sắp nách, các bạn hiểu rồi đúng không? Đuôi của người cá sống thần nữa nè. Đó, ở đây có rất nhiều mẫu da cá, bộ bikini dành cho người cá. Rồi một đống đuôi cá ở đây nữa. Đó, hôm nay là tôi giới thiệu cho các bạn biết về thời trang của người cá, rồi lớp học của người cá chúng ta nữa. Các bạn thấy thích không? Các bạn có muốn đến tham dự lớp học người cá miễn phí này không? Thì các bạn phải có đuôi cá thì các bạn mới đến được cái lớp học này nha. Chứ không có sao mà chỉ các bạn bơi được, đúng không nè? Đặc biệt hơn nữa là những bạn mà chưa biết bơi á, cũng có thể đến lớp học này để tôi dạy bơi cho các bạn. Các bạn thấy có nhìn cái, nhìn xuống bên dưới,
Ở dưới là còn một cái hồ bơi nhỏ nữa dành cho những bạn mà chưa biết bơi á, thì có thể là tôi sẽ tập cho các bạn bơi ở hồ dưới. Cái hồ dưới á, thích hợp luyện tập cho những bạn trở thành người cá, còn cái hồ trên này hợp cho các bạn luyện tập để trở thành tiên cá. Thì ở đây có hai hồ bơi. Hồ bơi này luyện tập trở thành tiên cá thì các bạn phải bơi trong nước lạnh, còn cái hồ ở dưới thì nó nóng hơn, các bạn hiểu không? Nước ở dưới thì ấm, còn nước ở đây thì nó lạnh lắm. Nên cái hồ này nó hợp với tôi tập luyện hơn. Và này, tiên cá nó xin này, từng là một người cá và bây giờ bạn ấy cũng đang tập để trở thành tiên cá rồi đó. Bạn ấy phải bơi trong nước lạnh như thế này nè các bạn, để loại bỏ những độc tố trong cơ thể, những suy nghĩ tạp niệm, để loại bỏ những sự yếu đuối. Buổi tối mà bơi ở cái hồ này á, nước nó khủng khiếp, nó lạnh như lắm. Mà Tây Ôn thường bơi ở đây 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng, bơi trong bóng tối để loại bỏ được nỗi sợ hãi. Đó, đây là cái thiên đường dành cho các bạn người cá đến đây tập luyện cùng với Tây Ôn nha. Okay.